Tỉnh Hải Dương vừa test nhanh cho khoảng 500 học sinh và phát hiện trong số này có 32 em dương tính với SARS-CoV-2. Số học sinh này trú tại xã Tân Phong là ổ dịch có số ca mắc nhiều nhất của tỉnh Hải Dương hiện nay. Liên quan đến ổ dịch tại huyện Ninh Giang, lực lượng chức năng địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm cho 155 F1 và hơn 7.000 người trong khu phong tỏa. Trước đó, ngày 11 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang test nhanh cho khoảng 500 học sinh có nguy cơ, phát hiện 32 em dương tính, 31 học sinh trung học cơ sở, một học sinh tiểu học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang ngay lập tức phong tỏa xã Tân Phong. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang có thông báo kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 11 tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Riêng các quán bán hàng ăn sáng không được bán cho khách ăn tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.